Tại thôn Văn Hà 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn đã phối hợp với xã Gia Phương tổ chức phát động xây dựng mô hình điểm phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và trên địa bàn dân cư trên địa bàn huyện. Mô hình điểm lựa chọn xây dựng tại thôn Văn Hà 2, xã Gia Phương với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải ngay từ hộ gia đình, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, đóng góp vào kết quả chung trong công tác bảo vệ môi trường. Để mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và địa bàn khu dân cư, sử dụng hiệu quả đối với các loại rác có khả năng tái chế, để rác thải đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời gian quy định, xử lý triệt để rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng men vi sinh. Tại lễ phát động, 40 hộ gia đình đã được nhận thùng đựng rác thải và men vi sinh.